Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Vietnam. Chào quý vị khán giả, chúng ta đang cùng gặp lại nhau với hình ảnh ở lượt trận cuối cùng vòng bảng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trận đấu mà chúng ta chú ý theo dõi là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines. Sau hai chiến thắng ở lượt trận thứ nhất và lượt trận thứ hai, lần lượt trước Malaysia và Myanmar, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp ở vị trí dẫn đầu của bảng A với 6 điểm và hiệu số là dương 5. Trong khi đó, Philippines đã phần nào gây thất vọng khi đã để thua ở trận đấu đầu tiên và chỉ có thể thắng cách chật vật ở trận đấu thứ hai. Và lúc này họ đang có hiệu số bàn thắng bại là 0 với 3 điểm. Để tiện cho quý khán giả theo dõi trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi xin được cung cấp đội hình ra sân của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Không có bất cứ một sự thay đổi nào so với trận đấu gặp Myanmar. 11 vị trí trong đội xuất phát đều được giữ nguyên. Đó là một quyết định cho thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung rất đề cao trận đấu này. Đây là một trận đấu mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam đang có lợi thế nhưng chúng ta không hề chủ quan. Đây là 11 cái tên ra sân trong đội xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Chân giữ khung thành vẫn là thủ thành báo số 14 Trần Thị Kim Thanh. Hàng phòng ngự bao gồm 3 trung vệ, đó là số 4 Trần Thị Thu, số 6 Trần Thị Thúy Nga và số 13 Lê Thị Diễm Nhi. Hậu vệ trái là Hoàng Thị Loan, hậu vệ phải là Trần Thị Thảo. Ở phía trên thì đã tiền vệ cánh trái là Tuyết Dung, đá ở giữa là Dương Thị Vân cùng với Thái Thị Thảo và cánh phải là Bích Thùy. Và Huỳnh Như vẫn là tiền đạo duy nhất trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam ra sân ở trận đấu ngày hôm nay. Còn đây là đội hình của đội tuyển nữ Philippines. Cao thủ bao gồm thủ thành áo số 1 Olivia McDaniel, cao thủ số 5 Halilong, số 4 Sawicki, số 7 Serena Borden, số 9 Isabella, số 10 Reina, số 14 Sarah, số 6 Harrison, số 17 Barker, số 19 Eva và số 20 là Campobames. Đây là đội trưởng Huỳnh Như. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là bà Yusupova người Uzbekistan và các trợ lý là các trọng tài đến từ Bangladesh và Trung Quốc. Quý vị
có nghe được những âm thanh, những tiếng hát hết sức quen thuộc từ các khán đài không ạ? Nhóm cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại sân vận động Smart ngày hôm nay trước khi trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines diễn ra để cổ vũ cho các cô gái của chúng ta. Đó chắc chắn là một nguồn động viên sức mạnh và khích lệ tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sau những gì mà đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào một hành trình, một giải đấu thành công nữa của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Và chúng ta sẽ phải vượt qua thử thách trước mắt, đó là đội tuyển nữ Philippines. Một trận đấu mà chúng ta biết rằng chắc chắn sẽ khó khăn, với một đối thủ có những cầu thủ cao lớn nhập tịch và chơi một lối chơi hiện đại, giàu thể lực. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Với góc máy mà quý vị đang theo dõi thì trong hiệp 1 này, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì chúng ta vẫn ra sân với một đội hình giữ nguyên so với trận đấu gặp Myanmar. Và những tín hiệu mà quý vị đang theo dõi được các đồng nghiệp của chúng tôi cố gắng để cung cấp và truyền về từ sân vận động Smart. Do có những điều kiện của ban tổ chức, thế nên những góc máy và những tín hiệu sẽ có những khác biệt so với trận đấu trước. Rất mong quý vị thông cảm và đồng hành cùng với ekip của Osport VTV Cup trong việc truyền tải những tín hiệu của trận đấu này và cùng cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hoàng Thị Loan. Tuyết Dung. Tuyết Dung vẫn chưa có bàn thắng nào tại SEA Games năm nay, nhưng màn trình diễn của Tuyết Dung ở trận đấu trước là rất tốt. Cầu thủ thi đấu trong vai trò tiền vệ cánh trái xông xáo và có những đường truyền như đặt. Một trong số đó đã tạo nên bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt cho Huỳnh Như. Người ném biên là Hoàng Thị Loan. Thái Thị Thảo. Quả đá phạt góc bên phía cánh trái cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước khi trận đấu này diễn ra thì chúng ta đang có 6 điểm cùng với hiệu số là dương 5. Và đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta có quyền tự quyết ở bảng đấu này. Chỉ cần một điểm thôi thì chúng ta sẽ hiên ngang tiến vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng. Và nhiều khả năng là chúng ta sẽ tránh được Thái Lan. Và rất có thể là như vậy. Và đối thủ của chúng ta có thể sẽ là đội chủ nhà Campuchia. Trong khi đó thì Philippines và Myanmar đang cạnh tranh quyết liệt cho một trong hai vị trí còn lại. Người đá phạt góc là Bích Thùy. Bóng đã đi ra ngoài cầu môn. Ngày hôm nay trên luồng tín hiệu của chúng tôi thì cũng đang có hàng chục ngàn khán giả cùng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trên các luồng tín hiệu chính thống của chúng tôi, đó là ứng dụng On Plus, kênh YouTube On Sport Plus và fanpage Facebook On Sport. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với ekip của On Sport và đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam trên từng bước chân, trên từng chặng đường của SEA Games 32 năm nay. Đây là Trần Thị Thu. Ngày hôm nay bộ ba trung vệ của chúng ta vẫn là Diễm My đá ở vị trí chính giữa trong bộ ba trung vệ. Đá lệch phải đó là Thúy Nga và lệch trái là Trần Thị Thu. Thời tiết trên sân ngày hôm nay thì có vẻ là mát mẻ hơn so với những trận đấu trước đó. Điều này cũng thuận lợi hơn cho các cô gái của chúng ta để có thể có được một thể lực sung sức. Ngày hôm nay chúng ta phải đối đầu với một đội tuyển rất khỏe. 19 trên 20 cầu thủ của Huỳnh Như đánh đầu không được. Đó là pha tấn công đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam. 19 trên 20 cầu thủ trong đội hình của Philippines đều đang chơi bóng ở nước ngoài.
với chính sách nhập tịch thì Philippines đã thực sự trở thành một mối đe dọa cho ngôi vương tại khu vực Đông Nam Á trong những năm trở lại đây. Thế nhưng những gì mà họ thể hiện sau hai lượt trận vòng bảng lại đang phần nào gây thất vọng cho người hâm mộ. Và họ đang đứng trước nguy cơ bị loại và nói lời chia tay ngay từ vòng bảng của SEA Games 32. Nếu như không thắng trong trận đấu này, thậm chí là phải thắng với một cách biệt là 3 bàn. Đây cũng chính là hai đội tuyển duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại World Cup 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 tới. Bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra tại New Zealand với các đối thủ là đội tuyển Mỹ, đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Bồ Đào Nha. Bích Thùy. Ở trận đấu đầu tiên, Philippines đã bất ngờ để thua Myanmar ở những phút cuối. Còn ở trận đấu thứ hai gặp Malaysia, một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn nhiều, thì họ phải chờ tới phút 90 cộng 6 mới có được bàn thắng để có được 3 điểm quan trọng và nuôi hy vọng đi tiếp. Nếu như trận đấu đó họ không có được 3 điểm thì coi như là họ cũng chia tay với SEA Games ngay từ lượt trận thứ hai. Trong khoảng 5 phút đã qua, chúng ta có thể thấy là hai đội vẫn đang chơi một lối chơi thăm dò, cẩn trọng. Chưa có đội bóng nào dâng quá cao. Đội tuyển nữ Việt Nam ngày hôm nay ra sân với một tâm thế là đội bóng có lợi thế hơn. Tuy nhiên chúng ta không chủ quan, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn sắp xếp đội hình với những cầu thủ tốt nhất hiện tại. Hoàng Thị Loan. Người ném biên đó là Alicia Thúy Nga. Ném biên cho đội tuyển Philippines. Đây là Eva Simva. Cầu thủ Philippines hầu hết đang thi đấu tại châu Âu, tại Mỹ. Họ đều là những cầu thủ có thể hình rất tốt, cao lớn. Huỳnh Như. Nhưng chúng ta đã gặp đối thủ này rồi và chắc chắn là ở lần tái ngộ này chúng ta đã có phương án để khắc chế. Thu Thảo. Tuyết Dung. Reina Bonta. Không được, không vượt qua được hậu vệ Quy Ly bên phía Philippines. Ở SEA Games năm nay thì Philippines thiếu vắng khá nhiều trụ cột do không được đội chủ quản nhà quân để quay trở về. Thế nên sức mạnh của đội bóng này cũng đã phần nào bị ảnh hưởng. Và thực tế là họ đã có màn trình diễn gây thất vọng sau hai trận đấu đã qua. Và nếu như chúng ta có được một kết quả tốt ở trận đấu này, ít nhất là một điểm, thì chúng ta sẽ loại được đối thủ này ra khỏi cuộc đua đến tấm huy chương vàng tại SEA Games. Philippines ngày hôm nay ở thế không còn gì để mất. Họ phải thắng đậm đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu như giành quyền vào bán kết thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu sau đây 3 ngày vào ngày 12 tháng 5. Và trận chung kết sẽ diễn ra sau đó cũng 3 ngày vào ngày 15 tháng 5. Diễm My. Trần Thị Thu.
Ngày hôm qua U22 Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng trước U22 Malaysia để chắc suất vào bán kết, và hy vọng rằng đội tuyển nữ của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ mang về niềm vui để giúp cho người hâm mộ có niềm vui trọn vẹn ở môn bóng đá tại SEA Games. Trần Thị Thu. Pha tranh chấp của hai đội trưởng, hai đội đó là Huỳnh Như và Harry Long. Huỳnh Như đã có một bàn thắng rất đẹp ở trận đấu với Myanmar. Đó là tình huống mà Tuyết Dung đã có một đường truyền chính xác như đặt vào chân của Huỳnh Như, và một tình huống khống chế bước một tinh tế trước khi có một pha đệm lòng gọn gàng tung lưới thủ thành Mia Mia Nien của Myanmar. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đang ra sát đường pitch để có những chỉ đạo rất sát sao với các học trò. Chúng ta đã thắng 2 trận nhưng không phải là một lối chơi hiệu quả tuyệt đối, vẫn còn đó những vấn đề mà cần phải khắc phục qua từng trận đấu. 10 phút đầu tiên đã trôi qua với một thế trận tương đối cân bằng. Nguy hiểm quá! Như vậy là đã có lỗi của Kim Thành đối với tiền đạo của đội bạn. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra thẻ vàng cho thủ môn số 14 của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là tình huống mà các trung vệ đã để hỏng mất tiền đạo số 9, đó là Isabella. Và Sarina Borden chắc chắn là người sẽ thực hiện quả đá phạt đền này. Bây giờ chúng ta sẽ trông chờ vào tài năng của Kim Thanh. Đội bạn đã có cơ hội để mở tỷ số từ rất sớm, phút thứ 12 của trận đấu. Rất hồi hộp. Sarina Borden đối đầu với Kim Thanh. Rất chính xác. Một cú sút đầy quyết đoán vào góc cao khung thành. Tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Philippines. Kim Thành đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể làm gì hơn. Như vậy là trong cơ hội đầu tiên có được thì đội bạn đã mở tỷ số trận đấu. Đây là lần đầu tiên tại SEA Games chúng ta phải nhận bàn thua trước. Thời gian còn rất nhiều. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải ổn định lại đội hình và tìm kiếm bàn gỡ. Họ phải thắng chúng ta thêm bàn thắng nữa, hai bàn thắng nữa. Reina. Đây là Sarah. Có bàn thắng sớm. Philippines sẽ có lợi thế về mặt tinh thần. Ở lần gặp nhau gần nhất thì chúng ta cũng để thua đối thủ với tỷ số là 0-4. Và đó thực sự là một ký ức không mấy đáng nhớ của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta cần phải rất cẩn trọng và có một lối chơi hợp lý trong trận đấu này.
Philippines đang bị dồn vào thế chân tường và họ cũng không còn gì để mất. Họ sẽ làm tất cả để tìm kiếm tấm vé vào bán kết. Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo, đường truyền cho Tuyết Dung. Có thể thấy là các cầu thủ Philippines rất cao lớn. Họ giống như là một đội bóng châu Âu. Ở SEA Games 2019, chúng ta đã vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 ở trận bán kết ở SEA Games 2021 tại Việt Nam. Diễn ra vào năm 2022 thì chúng ta vượt qua Philippines 2-1 ở vòng bảng. Nhưng ở lần gần nhất thì chúng ta đã để thua đối thủ tại AFF Cup. Đối thủ này đã mạnh lên rất nhiều sau khi bóng đá nữ Philippines đi theo chính sách là nhập tịch. Dương Thị Vân. Bàn thua vừa rồi của đội tuyển nữ Việt Nam là bàn thua thứ hai của Kim Thanh ở SEA Games năm nay. Trước đó là pha lập công của đội tuyển nữ Myanmar gỡ hòa 1-1 trước khi Thanh Nhã và Trần Thị Thùy Trang giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam thắng 3-1. Cầu thủ Philippines chủ yếu chơi bóng dài. Thúy Nga, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo. Như đội trưởng Huỳnh Như cũng đã chia sẻ, khi mà đối đầu với những đối thủ cao lớn có thể hình tốt như là Philippines, trong những tình huống tranh chấp thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không đứng quá gần mà sẽ giữ một khoảng cách nhất định để có không gian để xử lý bóng. Đó là cách để chúng ta đối phó với những đối thủ ở tầm cao lớn như vậy. Và chúng ta sẽ cố gắng là chơi ban bật chứ không chơi nhiều bóng dài. Có một điều khá bất ngờ đó là đội tuyển Philippines chỉ thắng được đội tuyển Malaysia ở những giây bù giờ thứ 6. Trọng tài đã thổi phạt đối với Huỳnh Như. Rất hay, đó là pha cướp bóng của Bích Thùy. Bích Thùy, vẫn là Bích Thùy, dứt điểm được không? Một tình huống cướp bóng và quyết định đột phá của Bích Thùy. Đây là Thu Thảo. Chúng ta đang chơi một lối chơi rình rập và chờ cơ hội để phản công. Và cướp bóng rất hay của Bích Thùy. Bích Thùy nhỏ con nhưng đầy kỹ thuật. Tình huống xoạc bóng của đội trưởng bên phía Philippines đó là Hai Lòng đã ngăn cản tình huống dứt điểm của Bích Thùy. Nếu không thì cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan.
Lúc này trên luồng tín hiệu của chúng tôi đang có hơn 30.000 khán giả đang cùng theo dõi trên kênh YouTube On Sport Plus. Hơn 4.000 khán giả đang cùng đồng hành trên Facebook On Sport và hàng ngàn khán giả đang theo dõi trên app On Plus. Xin được cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là lỗi của cầu thủ báo số 19 bên phía Philippines. Lỗi của Eva Madarang. Khi những phương án tấn công vẫn chưa mang lại nhiều hiệu quả thì chúng ta chờ đợi vào những tình huống cố định. Đứng trước bóng là Bích Thủy. Ngày hôm nay những tình huống sút phạt của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đảm nhiệm bởi Bích Thủy, Tuyết Dung và Huỳnh Như. Quả treo bóng của Bích Thủy. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành bên phía Philippines, Olivia. Hoàng Thị Loan đẩy bóng hơi dài. Ở trận này chúng ta chỉ cần hòa là chắc chắn ngôi nhất bảng. Và theo lý thuyết thì để thua dưới 2 bàn thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có vé vào bán kết. Tuy nhiên thì chúng ta không mong muốn điều đó xảy ra. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã lường trước được sự khó chịu của lối chơi bên phía Philippines. Nên ngày hôm nay ông vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất. Năm nghìn khán giả đang cùng theo dõi trên luồng livestream của chúng tôi ở Facebook On Sport. Có thể nói là sự quan tâm của người hâm mộ dành cho đội tuyển nữ Việt Nam là rất lớn. Ném biên chúng ta là Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân. Phải rất cẩn trọng với những tình huống phối hợp ở sân nhà. Tuyết Dung được truyền cho Huỳnh Như. Đội bản rất khỏe. Thái Thị Thảo. Hoàng Thị Loan. Điều chuyển của Trần Thị Thu cho Huỳnh Như. Philippines đang chơi khá mạch lạc sau khi có được bàn dẫn trước. Ở SEA Games này thì Trương Thị Kiều vẫn cùng với đội tuyển nữ Việt Nam sang Philippines. Nhưng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên một ngày, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gạch tên Trương Thị Kiều khỏi danh sách thi đấu. Ông muốn Kiều có thời gian để hồi phục hoàn toàn và không muốn mạo hiểm. Đường truyền của Tuyết Dung. Bích Thùy. Thu Thảo. Chúng ta đang chơi bóng dài. Bóng dài không phải là sở trường của đội tuyển nữ Việt Nam, nhất là khi phải đối đầu với một đối thủ cao lớn như là Philippines. Đứng trước quả phạt góc bên cánh trái là Tuyết Dung. Mặc dù đã chơi không được như kỳ vọng ở hai trận đấu đầu tiên, thế nhưng chúng ta vẫn thấy được sự tiềm ẩn nguy hiểm từ đối thủ này.
và đội tuyển nữ Việt Nam nếu như có được ít nhất một điểm, chúng ta sẽ hoàn thành được hai mục tiêu. Rất hay, vẫn là Tuyết Dung. Tuyết Dung, cú sút vào, không được, tiếc quá. Tưởng như bóng đã đập cột dọc để bay vào mép trong, đi vào lưới, nhưng không, chưa có bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thủ thành Sarina đã bắt gọn trái bóng. Đó là pha băng vào dứt điểm của hậu vệ Thu Thảo. Nếu như có được ít nhất một điểm ở trận đấu này thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hoàn thành được hai mục tiêu một lúc, đó là vào bán kết ở vị trí nhất bảng và loại được luôn đối thủ Philippines. Dương Thị Vân. Hoàng Loan. Quỳnh Như. Ngoài tình huống có được penalty ra thì đội bạn cũng chưa có một pha bóng đáng chú ý nào. Chúng ta vẫn đang rất bình tĩnh để triển khai lối chơi. Cao thủ sẽ có ít phút để tiếp nước. Thực sự đây là một trận đấu khó khăn của đội tuyển nữ Việt Nam. Đối thủ này là một đối thủ không hề dễ chơi. Rất khỏe, cao lớn và cũng đã từng thắng chúng ta tới 4-0 ở giải vô địch Đông Nam Á. Hơn lúc nào hết thì đội tuyển nữ của chúng ta rất cần sự đồng hành và cổ vũ của người hâm mộ. Ngày hôm nay những tiếng hát, những bài hát của Việt Nam, những tiếng cổ vũ vang lên tại sân vận động Smart là nguồn khích lệ tinh thần tuyệt vời để các cô gái của chúng ta có thêm động lực để thi đấu và đang mang về niềm vui cho người hâm mộ. Đây là bàn thua đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu này. Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta để cho đối phương dẫn trước tại SEA Games năm nay. Ở SEA Games 31 trên sân nhà, chúng ta cũng bị Philippines dẫn trước, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã lội ngược dòng và thắng ngược 2-1. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Và hy vọng rằng ngày hôm nay các cô gái của chúng ta sẽ giữ tinh thần đó, tinh thần của những chiến binh, tinh thần Việt Nam để vượt khó. Rất khỏe, rất hay, đó là pha cắt bóng của Diễm My, tốt lắm. Khi mà Trần Thị Thu đã để lỡ cầu thủ đội bạn thì Diễm My đã có mặt kịp thời. Không phải tự nhiên huấn luyện viên Mai Đức Chung lại bố trí một hàng phòng ngự với 5 người, trong đó có 3 trung vệ. Ý đồ phòng ngự chủ động với một số lượng đông các cầu thủ là điều mà huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng tới. Chúng ta không chủ quan, đặc biệt là không thể chủ quan trước đối thủ như là Philippines. Cùng với Diễm My, Thúy Nga và Trần Thị Thu thì hai cánh là Hoàng Loan và Thu Thảo cũng sẵn sàng để hỗ trợ phòng ngự và tham gia tấn công khi cần thiết. Trọng tài xác định là bóng đã đi hết đường biên ngang.
Hiện tại trận đấu đã bước sang phút thứ 30 của hiệp 1. Xin chào các khán giả đang cùng đồng hành với chúng tôi trên luồng livestream của On Sport. Năm nay tại SEA Games 32 thì nước chủ nhà Campuchia họ không có tín hiệu trực tiếp của môn bóng đá nữ. Khá nguy hiểm. Quả phạt góc cho Philippines. Thế nên những tín hiệu mà quý vị khán giả đang theo dõi là những tín hiệu mà VTV Cup sản xuất trực tiếp tại Philippines ở các địa điểm thi đấu. Với nỗ lực có thể mang tới những hình ảnh, những trận đấu của tất cả các đội tuyển thể thao Việt Nam tham dự SEA Games để cập nhật với người hâm mộ thể thao Việt Nam. Chúng ta sẽ phải rất thận trọng với tình huống đá phạt góc này. Đội bạn đang bàn bạc với những phương án để có thể thực hiện ở phía trong. Mối nguy hiểm nhất chính là tiền đạo Sarina Borden, tiền đạo số 7. Quá nguy hiểm. Đó là cú đánh đầu của Sarina Borden. Bóng đi hơi cao so với khung thành của Kim Thành. Pha lên bóng nhanh của đội tuyển nữ Việt Nam. Bích Thùy. Tiếng hô Việt Nam đang vang lên tại sân vận động Smart. Mặc dù bị theo kèm với hai cầu thủ Việt Nam nhưng Sarina Borden vẫn có được một vị trí để đánh đầu. Và chúng ta chuẩn bị có tới hai sự thay đổi. Trần Thị Thu chuẩn bị rời sân để nhường chỗ cho Hải Linh. Và Dương Thị Vân cũng rời sân để nhường chỗ cho Mỹ Anh. Những sự thay đổi từ rất sớm của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cầu thủ phải làm những thủ tục cần thiết theo yêu cầu của ban tổ chức trước khi được vào sân. Vậy là chúng ta có thể thấy là huấn luyện viên Mai Đức Chung chuẩn bị có hai sự thay đổi, một ở vị trí tiền vệ và một ở vị trí hậu vệ. Huỳnh Như có rất ít khoảng trống. Dương Thị Vân rời sân và người vào sân là Hải Linh. Rõ ràng là Dương Thị Vân ngày hôm nay không phát huy được nhiều lối chơi kỹ thuật của mình. Và Hoàng Thị Loan cũng rời sân để nhường chỗ cho Mỹ Anh. Như vậy trong những phút tới đây thì Hải Linh sẽ đá chám vào vị trí mà Hoàng Thị Loan để lại, còn Mỹ Anh sẽ đá ở vị trí mà Dương Thị Vân để lại. Mỹ Anh là một cầu thủ có sức mạnh và có khả năng tranh chấp tốt hơn. Hải Linh cũng sẽ là một sự bổ sung cho hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Một cầu thủ có khả năng chơi đa năng. Hải Linh có thể chơi trung vệ, có thể chơi tiền vệ trung tâm. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở trận đấu gặp Myanmar đều đã mang lại hiệu quả. Hai trong số những người vào sân trong hiệp 2 đó là Thanh Nhã và Trần Thị Thùy Trang đã ghi bàn. Ngày hôm nay chúng ta phải thay đổi người từ rất sớm, từ khi mà trận đấu vẫn đang trong thời gian của hiệp 1. Huỳnh Như. Pha xử lý của Huỳnh Như bên cánh trái là Thuyết Dung. Đó là quyết định sút xa của Huỳnh Như. Pha phối hợp của Hải Linh đây là Mỹ Anh. Thái Thị Thảo. Thuyết Dung. Dùng bóng vào trong.
Mỹ Anh. Mỹ Anh có mặt trên sân, Thúy Dung đang bó vào trong nhiều hơn. Bích Thùy. Hải Linh là cầu thủ có chiều cao và có khả năng chơi đầu tốt. Như vậy là khi vào sân thì Hải Linh không đá hậu vệ mà sẽ đá ở vị trí tiền vệ trung tâm thay cho Dương Thị Vân. Còn Mỹ Anh sẽ chơi ở vị trí hậu vệ trái thay cho Hoàng Thị Loan. Sarina. Đường chuyển rất mạnh của Sarina lên tuyến trên. Chúng ta cần rất thận trọng với những tình huống xử lý bóng ở sân nhà. Huỳnh Như. Bích Thùy đã bị thất thế trong cuộc đua tốc độ với hậu vệ đội bạn, đó là Sophia Harrison. Các khán giả vẫn đang tiếp lửa niềm tin cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chuyền của Bích Thùy, Huỳnh Như. Mỹ Anh, Mỹ Anh không được. Rất đáng tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đường chuyền vào của Bích Thùy, bóng đến đúng vị trí của Mỹ Anh. Cùng xem lại tình huống này. Sau khi Huỳnh Như đã dứt điểm và bị đội bạn cản phá, Mỹ Anh đã có tình huống đệm lòng, đi vào đúng vị trí của thủ thành Olivia. Phương Thảo. Hải Linh. Huỳnh Như. Huỳnh Như vẫn đỡ bước một rất ngọt. Huỳnh Như. Là Huỳnh Như. Bích Thùy. Thái Thị Thảo. Vẫn là đội tuyển Việt Nam, Mỹ Anh. Hải Linh. Thái Thị Thảo. Thu Thảo. Thì đã ngã nhưng không có lỗi. Alicia Barker. Lỗi việt vị. Isabella đã ở trong vị trí việt vị. Hơn 6.000 khán giả đang cùng theo dõi luồng livestream của chúng tôi trên Facebook On Sport và hơn 35.000 khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube On Sport Plus cùng với hàng chục ngàn khán giả đang theo dõi trên ứng dụng On Sport Plus. Tất nhiên là hàng triệu người hâm mộ thể thao Việt Nam cũng đang cập nhật và theo dõi những hình ảnh của đội tuyển nữ Việt Nam nữa. Chúng ta vẫn đang chờ đợi bàn thắng quân mình tỷ số của Huỳnh Như và các đồng đội.
Rõ ràng là Philippines không hề áp đảo đội tuyển Việt Nam. Họ cũng không phải là đội bóng có nhiều những cầu thủ nổi bật trên sân. Nhưng sau một tình huống mà họ đã chớp được thời cơ, khi mà hàng phòng ngự của chúng ta đã mắc lỗi, thì Philippines đã có bàn thắng. Đôi khi trong một trận đấu thì chỉ một khoảnh khắc sai lầm cũng thể khiến chúng ta phải trả giá. Kết quả hiện tại thì không phải là thảm họa đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng chúng ta không muốn thua. Chúng ta muốn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng để nắm nhiều lợi thế vào vòng bán kết. Đây là Mỹ Anh. Đánh đầu! Coi! Đó là Minh Thùy! Sau rất nhiều những nỗ lực chúng ta đã thành công. Đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tinh thần Việt Nam. Minh Thùy một lần nữa lập công cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Quả tạt hết sức khó chịu của Mỹ Anh, Huỳnh Như đã băng vào nhưng không thể chạm bóng. Và một pha đệm lòng vào góc xa của Bích Thủy. Một trong những người chơi ổn định nhất ở SEA Games lần này của đội tuyển nữ Việt Nam. Và một lần nữa màn cover ăn mừng bàn thắng của Mbappe. Quá tuyệt vời, chúng ta đã chờ đợi bàn thắng này hơn 30 phút sau khi mà đội tuyển nữ Philippines bất ngờ có được bàn dẫn trước. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã mang lại hiệu quả. Người đã có đường kiến tạo cho Bích Thùy ở cánh trái chính là Mỹ Anh, một trong những cầu thủ đã vào sân trước đó khoảng gần 10 phút. Chúng ta phải tận dụng thời điểm mà chúng ta đang có lợi thế về tinh thần, sự hưng phấn. Rõ ràng là Việt Nam đội bóng chơi con nét hơn. Những tiếng hô Việt Nam Hồ Chí Minh, những tiếng hát Việt Nam Hồ Chí Minh đang vang lên trên các khán đài của sân vận động Smart, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Những tình cảm ấy khiến cho các cầu thủ luôn cảm thấy rằng dù đi bất cứ nơi đâu thi đấu thì họ cũng luôn được sống trong tình yêu của người hâm mộ và cũng như được thi đấu trên sân nhà. Và quý vị chắc có lẽ vẫn còn nhớ Bích Thùy, tác giả bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển nữ Việt Nam, chính là người đã ghi bàn thắng quyết định để mang về tấm vé World Cup lần đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu playoff với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6 Tết âm lịch năm 2022. Một khoảnh khắc mà chỉ cần nhắc thôi thì chúng ta đã cảm thấy rưng rưng xúc động. Ngày hôm nay chúng ta đang có một trận đấu của hai đội bóng sẽ lần đầu tiên cùng góp mặt tại World Cup. Pha xử lý tốt của Reina Bonta. Với kết quả hiện tại thì Philippines đang là đội bóng gặp bất lợi nhất. Vừa rồi thì Bích Thùy đã phải nhận một thẻ vàng. Nếu như kết quả này được giữ nguyên thì đội tuyển Philippines sẽ nói lời chia tay với SEA Games. 99% là như vậy. Ở trận đấu còn lại thì Myanmar sẽ làm tất cả để có thể thắng được Malaysia với một tỷ số cách biệt nhất.
Rõ ràng là việc Mỹ Anh vào thay Hoàng Thị Loan. Cánh trái nơi hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam đã được gia tăng thêm sức mạnh. Và Mỹ Anh cũng là một cầu thủ tham gia tấn công rất tốt, một cầu thủ có khả năng sút phạt tốt. Thực tế đã chứng minh rằng tốc độ của Mỹ Anh nơi cánh trái đã góp phần giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có được một cơ hội nguy hiểm. Và kết quả là chúng ta đã có được bàn gỡ hòa. Lỗi của cầu thủ Philippines. Trận đấu đang bước sang phút bù giờ. Ba phút là thời gian bù giờ của hiệp một trận đấu. Rất tuyệt vời là chúng ta đã có được bàn gỡ ngay trong hiệp 1. Điều đó sẽ giúp cho tinh thần và lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam mọi thứ trở nên thoải mái hơn. Những cái đầu được giải tỏa về mặt tâm lý sẽ giúp cho những đôi chân thanh thoát hơn. Và tranh chấp của hai cầu thủ Việt Nam đối với tiền vệ bên phía Philippines. Trần Thị Thu. Đây là Sarina Borden, cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Philippines, tiền đạo mặc áo số 7 và người đã là mang tới bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng này trước Việt Nam. Ở giải năm nay thì đúng là Philippines không có đội hình mạnh nhất. Một số cầu thủ họ không được đội bóng chủ quản nhả quân để về thi đấu. Thế nên sức mạnh của đội bóng này cũng đã bị ảnh hưởng. Đây là Eva Mandarang. Nguy hiểm quá. Nhưng trước đó thì trọng tài đã thổi phạt đối với tiền đạo Isabella. Isabella đã có tác động đối với Trần Thị Thu của Việt Nam. Có lẽ là sau tình huống này thì trận đấu cũng sẽ kết thúc những diễn biến của hiệp 1. Trọng tài đã nhìn đồng hồ. Chúng ta đã rút được rất nhiều bài học kinh nghiệm sau trận thua ở AFF Cup 2022 trước chính đối thủ này. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu của hiệp 1 trận đấu giữa Việt Nam và Philippines. Đối thủ đã mở tỷ số với một quả penalty ở phút thứ 12. Nhưng 5 phút trước khi trận đấu khép lại thì Bích Thủy đã tỏa sáng để giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam gỡ hòa 1-1. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau khoảng hơn 10 phút nữa để cùng tiếp tục đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam ở hiệp 2 của trận đấu này.
Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với những diễn biến trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng gặp đối thủ là Philippines. Một trận đấu mà chúng ta đã lường trước được những khó khăn và thực tế những gì diễn ra trong hiệp 1 đã chứng tỏ điều đó. Đã chứng tỏ vì sao huấn luyện viên Mai Đức Chung phải tung ra sân những cầu thủ tốt nhất hiện tại của mình. Và chứng tỏ vì sao mà ngay trong hiệp 1 đội tuyển nữ Việt Nam đã phải có hai sự thay đổi. Đội tuyển nữ Philippines đã khởi đầu không như ý tại SEA Games năm nay, nhưng họ thực sự là một đối thủ khó chịu. Đội bạn đã tận dụng những sai lầm nơi hàng thủ của chúng ta và có được bàn thắng sớm ở phút thứ 12. Đó là tình huống mà Diễm My cùng với Trần Thị Thu đã để hỏng tiền đạo Isabella. Và cầu thủ này đã thoải mái thoát xuống để đối diện với Kim Thanh. Và thủ môn của chúng ta không còn cách nào khác là phải phạm lỗi. Và trên chấm phạt đền thì Sarina Borden đã không mắc bất cứ một sai lầm nào để ghi bàn thắng mở tỷ số cho Philippines. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 thì hai đội đổi sân. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Kết quả này đang là một kết quả vừa đủ để giúp chúng ta giành ngôi nhất bảng A. Nhưng nó sẽ là một thảm họa đối với Philippines. Vì đây là một kết quả sẽ tiễn họ về nước. Tất nhiên là với những kỳ vọng tại SEA Games năm nay thì họ không hề muốn phải rời đại hội khu vực một cách cay đắng như vậy. Thái Thị Thảo không có lỗi. Thu Thảo. Trong hiệp 1 thì chúng ta đã có hai sự điều chỉnh. Hải Linh đã vào sân để thay cho Dương Thị Vân. Trong khi đó thì Hoàng Thị Loan cũng được rút ra ngoài và nhường chỗ cho Mỹ Anh. Những sự thay đổi này đã mang lại những tác dụng rõ rệt. Mỹ Anh là người đã kiến tạo để cho Bích Thùy lập công và mang về bàn gỡ cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút thứ 40. Trong khi đó thì Hải Linh, cầu thủ có chiều cao tốt hơn, đang thi đấu chám vào vị trí mà Dương Thị Vân để lại. Ngày hôm nay thì đối đầu với một đối thủ quá cao lớn, thế nên Dương Thị Vân thực sự là không phát huy được tối đa những ưu điểm của mình. Kết quả này chắc chắn là khiến đội bạn sốt ruột hơn chúng ta. Họ lúc này mới chỉ có 3 điểm. Thủ cạnh tranh trực tiếp của Philippines đó là Myanmar sẽ chỉ phải gặp Malaysia lượt trận cuối và gần như là sẽ có 3 điểm trọn vẹn. Vì thế thì Philippines phải thắng. Phải thắng thắng đậm để tự quyết số phận của mình. Diễm My cần phải chơi an toàn. Alicia. Alicia tranh chấp với Tuyết Dung. Đây là Quyên Lì. Thu Thảo. Bích Thùy.
Huỳnh Như không việt vị. Đó là cú sút bằng chân trái của Huỳnh Như. Mục tiêu của Huỳnh Như ở SEA Games lần này là cùng đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng và hướng đến danh hiệu vua phá lưới. Thúy Nga đã bị đau sau tình huống cố gắng để tranh chấp với Sarina Borden. Cú sút của Huỳnh Như hơi thiếu lực. Ở trận đấu gặp Myanmar thì Thúy Nga đã có một vài những lần xử lý bóng khá mạo hiểm. Một trong số đó đã khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận bàn thua. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tin tưởng và sử dụng Thúy Nga ở trận đấu này ngày hôm nay. Trên bàn ghế dự bị của chúng ta thì vẫn còn những cầu thủ dự bị chất lượng như là Thanh Nhã, Thùy Trang, Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Thu Thảo. Thái Thị Thảo, Mỹ Anh. Quả chơi bóng của Mỹ Anh. Cơ hội! Trời ơi, Hải Linh đã đệm bóng đi ra ngoài. Có lẽ như Hải Linh cũng hơi giật mình với tình huống vừa rồi. Bóng đã đi vào vị trí của Hải Linh và điểm chạm bóng ở cú đặt lòng này cũng không được như ý.
Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với những hình ảnh tại sân vận động Smart. Vừa rồi thì đội tuyển Philippines vừa có một pha lên bóng nguy hiểm về phía đội tuyển nữ Việt Nam. Rất mong quý vị thông cảm cho những trục trặc về đường truyền. Chúng tôi đã rất nỗ lực để khắc phục và gửi lại quý vị khán giả những hình ảnh trực tiếp ở trận đấu này. Lúc này tỷ số vẫn đang là 1-1. Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, một bóng cho Bích Thùy. Bích Thùy rất nhanh. Đối diện với Bích Thùy đó là Sophia. Một bóng khéo léo. Mỹ Anh, Huỳnh Như không được. Huỳnh Như cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ của Philippines nhưng trọng tài đã quay mặt đi, không có penalty cho Việt Nam. Đúng là bóng đã chạm tay đối với Reina Bonta. Huỳnh Như cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam phải được nhận một quả penalty. Nhưng trọng tài nói không. Quyết định đã được đưa ra và chúng ta phải chấp nhận. Hải Linh, Thu Thảo, Mỹ Anh, cú sút xa của Thái Thị Thảo. Bóng đi cao so với khung thành của Olivia. Hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Thái Thị Thảo đã có thời gian để căn chỉnh thước ngắm của mình với một cú sút bằng chân trái. Vâng, rất nhiều khán giả đang hỏi là va đâu. Rất tiếc là ở SEA Games thì chưa có va. Hy vọng rằng ở những kỳ đại hội thể thao tới thì chúng ta có thể được chứng kiến công nghệ này được đưa vào để góp phần mang tới những quyết định chính xác hơn cho các trọng tài. Huỳnh Như đang lùi về khá sâu để tham gia làm bóng cho các đồng đội. Mỹ Anh, đường truyền cho Huỳnh Như. Huỳnh Như và ngày hôm nay đối diện với Hali Long, hai tiền đạo, xin lỗi quý vị, hai người đội trưởng thường xuyên có những tình huống tranh chấp tay đôi. Đây là Thu Thảo. Có tuyến 2 không? Nếu như ở những phút tiếp theo chúng ta cần một cầu thủ có khả năng đi bóng tốc độ và quấy nhiễu đối phương thì Thanh Nhã là một sự lựa chọn. Ngoài ra chúng ta còn Hải Yến. Đúng là đội bạn cao lớn và rất khỏe. Thế nên chúng ta cũng phải có cách để chơi và để tiết kiệm sức của mình. Mở bóng rất thoáng cho Mỹ Anh. Mỹ Anh! Olivia đã bắt gọn trái bóng.
Hải Linh. Lỗi của Sophia Harrison đối với Tuyết Dung của chúng ta. Pha xử lý khống chế bước 1 phải nói là siêu ngọt của Huỳnh Như. Đứng trước quả phạt này là Thúy Nga. Mỹ Anh. Chúng ta đang chơi bóng bổng với Philippines. Trận đấu này chúng ta cũng có thể thấy là đội tuyển nữ Việt Nam đang chơi một đối thủ không khác gì một đội bóng châu Âu. Với sự cao lớn và thể hình tốt như vậy. Tuy nhiên lối chơi của Philippines ở giải này thực sự là không có quá nhiều những dấu ấn. Những pha tấn công mảng miếng của họ cũng không thực sự rõ ràng. Bàn thắng duy nhất của Philippines cho tới lúc này đến từ một tình huống mà hàng thủ Việt Nam đã mắc sai lầm. Có vẻ tốc độ của các cầu thủ Philippines cũng không thực sự là xuất sắc. Có nhiều thông tin nói rằng khi trở về từ châu Âu thì nhiều cầu thủ Philippines cũng đã bị sốc nhiệt khi mà đến với Campuchia. Với sự chênh lệch về mặt nhiệt độ và thời tiết khắc nghiệt tại đây. Bây giờ đội bạn được hưởng một quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Quá nguy hiểm. Tiếp tục là một quả đá phạt góc nữa cho Philippines. Một tình huống mà chúng ta cảm thấy thót tim. Đó là một cú đánh đầu hết sức hiểm hóc của Sarina Borden. Bóng đi chích con dọc trong gang tấc. Một tình huống hú vía hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bạn đang tận dụng lợi thế của mình, đó là chiều cao và những tình huống bóng bổng. Chuyển của Huỳnh Như cho Bích Thùy. Có lẽ Bích Thùy đã quyết định là sẽ có một tình huống lốp bóng vào góc xa. Bóng đã ăn hơi nhiều ra má ngoài chân phải. Thủy. Các trận đấu tại vòng bảng và bán kết của môn bóng đá nữ SEA Games 32. Theo thông tin ban tổ chức cung cấp cho chúng tôi thì
họ không làm trực tiếp, phải cho tới trận đấu tranh huy chương đồng và huy chương vàng thì họ mới có tín hiệu trực tiếp với các đài truyền hình quốc tế. Thế nên tất cả những tín hiệu mà quý vị đang theo dõi là những tín hiệu mà chúng tôi trực tiếp sản xuất tại Campuchia. Vì thế nên đôi lúc có những sự trục trặc về mặt tín hiệu, rất mong quý vị thông cảm. Diễm My sau nỗ lực phá bóng vừa rồi rất quả cảm, muốn va chạm với tiền đạo Quilly Camomanes của Philippines. Diễm My đang bị đau. Có thể nói là trong số 3 trung vệ trên sân của chúng ta thì Diễm My là người chưa ổn định nhất kể từ đầu giải đấu. Diễm My là người ra sân trong cả 3 trận đấu đã qua ở đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam và là người chơi ở vị trí chính giữa trong sơ đồ 3 trung vệ. Rất nguy hiểm. Rất may là đội bạn không có cầu thủ nào tuyến 2 băng vào. Quilly. Và tranh chấp của Thu Thảo với Sophia. Thu Thảo chuyển cho Huỳnh Như. Đội bạn rất cao lớn. Vẫn là pha tranh chấp của hai đội trưởng Huỳnh Như và Hai Long. Đây là tủ máu số 8, Chadder McDaniel, cầu thủ đã vào sân trong hiệp 2. Chúng ta có sự thay đổi người tiếp theo, có lẽ người rời sân là Thu Thảo. Ở góc máy này thì có thể nhìn thấy là người vào sân đó là Vạn Sự. Tiền đạo màu số 21 Ngân Thị Vạn Sự. Vạn Sự là một cầu thủ có tốc độ. Và sau khi vào sân thì Vạn Sự sẽ đá ở vị trí hậu vệ cánh phải để thay cho Thu Thảo. Vạn Sự sẽ phối hợp vừa tham gia phòng ngự và vừa có những pha dốc biên để làm bóng cho Huỳnh Như ở phía trên. Đó là sự thay đổi người thứ 3 của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở trận này. Vâng, có khán giả đang hỏi là tại sao năm nay Trần Thị Duyên không đá. Trần Thị Duyên sau khi trở lại từ một chấn thương thì vẫn chưa có được phong độ tốt nhất. Thế nên huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không gọi Duyên ở đợt tập trung này. Thành Nhã đã vào sân. Thành Nhã vào sân sẽ là một sự tăng cường cho hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam với một cầu thủ chơi nhiệt, tốc độ
Tuy nhiên thì Thanh Nhã vẫn phải cần cải thiện hơn về kỹ năng dứt điểm của mình. Quỳnh Như Vạn Sự không được. Đó là cú sút đầu tiên của Vạn Sự ở trận đấu ngày hôm nay sau khi vào sân. Vâng, cảm ơn các khán giả đã gửi những chia sẻ và gửi những câu hỏi cho chúng tôi cùng mà tương tác trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, có khán giả hỏi là nếu sau trận này mà hòa một đều thì đội tuyển Việt Nam có nhất bảng được không? Trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa là sẽ chắc chắn nhất bảng, vì nước ngoài chúng ta đang có 6 điểm rồi. Và nếu hòa chúng ta sẽ có 7 điểm. Và hai đối thủ còn lại chúng ta thì tối đa chỉ có 6 điểm thôi. Một điểm là mục tiêu, là một kết quả mà đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng, mà chúng ta còn tiễn đội tuyển Philippines về nước sớm. Đó là một kết quả tương đối bất ngờ khi mà Philippines được đánh giá khá cao, nhưng họ đã bất ngờ bị trượt chân ở trận đấu đầu tiên và bị dồn vào một thế rất khó, nguy hiểm quá. Kim Thành đã bay người và bắt dính bóng. Thanh Nhã. Quả chèo bóng rất khó chịu vào trong. Bóng đã đi ngang qua trước hai tiền đạo bên phía Philippines. Họ sẽ tận dụng tối đa chiều cao của mình để chơi bóng bổng. Chúng ta có thể quan sát là sự bất lợi của đội tuyển nữ Việt Nam so với Philippines. Các tiền đạo của Philippines thì gần như là tất cả đều cao trên 1m70. Nhưng chúng ta có những cầu thủ rất nhỏ bé như là Vạn Sự chỉ cao 1m50 thôi. Sarina Borden, người đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Tình huống phá bóng tốt của Thúy Nga. Phút thứ 73 của trận đấu và hơn một nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua. Philippines đang chơi bóng bổng và tận dụng tất cả những cơ hội để có thể chơi tạt cánh đánh đầu. Đó là điều dễ hiểu khi mà đội bóng này có những cầu thủ cao lớn và họ buộc phải tận dụng lợi thế đó. Còn Việt Nam chúng ta với những cầu thủ kỹ thuật thì chúng ta chủ yếu là chơi bóng ngắn, nhỏ, ban bật. Nếu chúng ta đua bóng dài với Philippines thì rõ ràng là một bất lợi. Quan sát trên sân thì cũng có thể thấy sự chênh lệch về mặt thể hình giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines. Các cầu thủ đang có thời gian để tiếp nước. Cho tới lúc này thì chúng ta vẫn đang có được một thế trận không tồi. Sau khi có được bàn gỡ thì đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi bình tĩnh và tự tin với nhau. Đây chính là bàn gỡ của Bích Thùy. Thủ thành Olivia đã không bắt dính bóng và Bích Thùy đã được trao cơ hội với một tình huống đệm lòng vào góc xa rất chính xác.
được truyền cho Tyler McDaniel, cầu thủ vào sân thay người. Kim Thành đã bắt gọn trái bóng. Kim Thành đã phải nhận một thẻ vàng ở pha xử lý khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận bàn thua một quả penalty. Nhưng không thể trách Kim Thành khi mà tình huống đó thì các trung vệ của chúng ta đã mắc lỗi. Rất nhiều khán giả nhắc tới Trương Thị Kiều. Đúng là chúng ta đang rất nhớ Trương Thị Kiều. Một mẫu trung vệ mà bóng đá nữ Việt Nam rất cần. Nhất là khi mà chúng ta đối đầu với những đối thủ như là Philippines. Lỗi ném biên của các cầu thủ Philippines. Trương Thị Kiều là một cầu thủ không chỉ chơi lăn xả, quyết liệt mà còn là một cầu thủ có khả năng đọc trận đấu tốt. Và việc Trương Thị Kiều gặp chấn thương và phải mổ một lúc hai đầu gối là một nỗi mất mát rất lớn của đội tuyển nữ Việt Nam. Và huấn luyện viên Mai Đức Chung không muốn mạo hiểm. Không muốn mạo hiểm với sự nghiệp và tương lai của Trương Thị Kiều. Thế nên ông đã không điền tên Trương Thị Kiều vào danh sách thi đấu của SEA Games mà sẽ để dành cho World Cup. Huấn luyện viên trưởng của Philippines đó là ông Alan Stasic đang có những thắc mắc với trọng tài. Vâng, có khán giả thắc mắc rằng tại sao các hình ảnh của các đài truyền hình lại ở góc máy khác nhau. Như chúng tôi đã chia sẻ thông tin tới quý vị đó là các trận đấu tại môn bóng đá nữ của SEA Games thì diễn ra tại nhiều sân vận động. Trước đây là sân vận động Army ở hai trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam và ngày hôm nay sân vận động Smart. Và ở mỗi địa điểm thì ban tổ chức có những quy định khác nhau về việc đặt thiết bị quay của truyền hình. Chúng tôi cố gắng để tìm góc máy thuận lợi nhất để gửi tới quý vị khán giả. Tất cả những hình ảnh mà chúng tôi gửi tới quý vị đều là những hình ảnh mà VTV Cup tự sản xuất và truyền về. Và theo những thông tin của ban tổ chức thì phải tới trận đấu tranh huy chương đồng và tranh huy chương vàng thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta mới, thì các khán giả của bóng đá nữ Việt Nam mới được theo dõi trận đấu mà truyền hình nước chủ nhà sẽ sản xuất. Rất hay, đó là một tình huống phối hợp rất tuyệt vời. Mỹ Anh có thể dứt điểm. Sút bóng không được. Pha phối hợp có bài của đội tuyển nữ Việt Nam, người dứt điểm đó là Mỹ Anh. Thanh Nhã không kịp để chạm bóng. Sau khi vào sân thì Vạn Sự đã chơi lệch trái. Xin lỗi quý vị, Vạn Sự chơi lệch phải, chám vào vị trí của Thu Thảo. Chúng ta cần phải rất thận trọng. Đó là một cú sút trượt bóng của Queen Lee. Nếu không thì đã là một cơ hội nguy hiểm cho Philippines. Phút thứ 80 của trận đấu, tỷ số đang là 1-1. Philippines đang gặp khó và họ không còn cách nào khác là phải dồn lên tấn công. Pha xử lý hơi thiếu phần quyết liệt của Trần Thị Thu. Đội bạn rất cao lớn. Đứng trước các hậu vệ của Việt Nam thì các tiền đạo của đội bạn tỏ ra có rất nhiều lợi thế
Phạt đấm bóng an toàn của Kim Thanh. Phản công cho đội tuyển của chúng ta, Hải Linh. Để bóng hơi dài, vẫn là Hải Linh. Thái Thị Thảo. Đường chuyền dài cho Huỳnh Như. Huỳnh Như chờ đồng đội băng lên. Mỹ Anh hơi mạnh. Vâng, một khán giả hỏi là Việt Nam thua thì có được vào bán kết hay không. Chúng ta nếu mà thua với cách biệt dưới 2 bàn thì chúng ta vẫn có cơ hội vào bán kết nha bạn nhé. Đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế trước khi bước vào lượt trận cuối cùng này. Nhưng chúng ta tất nhiên là chúng ta không muốn thua. Mong quý vị thông cảm, chúng tôi đang tự sản xuất tín hiệu từ sân vận động và về mặt đường truyền thì đôi lúc sẽ có phần trục trặc của mặt tín hiệu. Rất dũng mãnh. Chúng ta còn khoảng hơn 10 phút nữa cho những nỗ lực của cả Philippines và Việt Nam. Philippines cũng đã có thêm một sự thay đổi người nữa. Bây giờ thì họ sẽ có một quả đá phạt khá nguy hiểm. Đứng trước bóng là Sarah. Nguy hiểm! Như vậy là đội bạn đã có bàn thắng thứ hai. Người đã lập công cho đội tuyển Philippines là đội trưởng Harry Long. Chúng ta sẽ theo dõi lại một pha phối hợp rất tốt, cú đánh đầu ngược của Harry Long. Các trung vệ và hậu vệ của chúng ta đã không thể chọn được vị trí giống như là tiền đạo, xin lỗi quý vị, đội trưởng bên phía đội bạn. Và phút thứ 84 thì Philippines đã có bàn thắng thứ hai. Đó là sức mạnh của Philippines, họ rất mạnh trong những tình huống bóng bổng. Ở SEA Games năm nay thì khi các đội bằng điểm thì chỉ số đầu tiên được xét tới đó là hiệu số bàn thắng bại. Và chúng ta để thua từ 2 quả trở xuống vẫn có cơ hội vào bán kết, nhưng chúng ta sẽ phải so hiệu số với cả đội tuyển Myanmar nếu như họ thắng Malaysia. Một lần nữa thì đội tuyển nữ Việt Nam lại đứng trước khó khăn và chúng ta buộc phải chơi rất cẩn trọng ở những phút cuối cùng này. Philippines vẫn chưa đạt được mục tiêu, họ cần phải ghi thêm những bàn thắng nữa. Và sau khi trận đấu này khép lại thì chúng ta vẫn phải chờ khi đội tuyển Malaysia thi đấu với đội tuyển Myanmar ở lượt trận cuối cùng, chúng ta mới biết được cục diện của bảng đấu này như thế nào.
chúng ta phải thu một kết cục mà Philippines hướng tới và phải đạt được nếu muốn chắc suất vào vòng sau là họ phải thắng chúng ta 2 bàn nữa. Hiệu số lúc này của chúng ta là dương 4, còn Philippines là dương 1. Đã có những va chạm của cầu thủ đôi bên. Thẻ vàng dành cho cầu thủ áo số 15 bên phía Philippines, đó là Freles. Freles đã có tình huống va chạm với Bích Thủy. Pha va chạm của hai cầu thủ số 15. Freles đã có những tác động vật lý với Bích Thủy. Và ngay lập tức phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Cầu thủ trên sân đang không giữ được sự bình tĩnh. Chúng ta cần phải rất tỉnh táo. Ở những phút cuối này, đội bạn sẽ tận dụng tối đa sức mạnh để ghi thêm những bàn thắng. Với kết quả hiện tại thì đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar là hai đội bóng đi tiếp và Philippines bị loại. Thanh Nhã. Ở trận đấu còn lại thì Myanmar đang dẫn trước Malaysia với tỷ số 5-1. Như vậy là lúc này thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với hiệu số là dương 4. Myanmar xếp thứ 2 với hiệu số là dương 3. Và Philippines xếp thứ 3 với hiệu số là dương 1. Và cho tới thời điểm hiện tại chúng tôi có thể cập nhật là đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang ở vị trí đầu bảng. Nhưng chúng ta vẫn còn khoảng hơn 5 phút nữa, cả thời gian bù giờ. Rất tốt. Pha lấy bóng của Bích Thủy. Huỳnh Như rất khéo léo, không việt vị. Góc máy này thì không thực sự nhìn rõ tình huống nhận được chuyền của Huỳnh Như. Nhưng đó là quyết định của trọng tài. Phút thứ 90 của trận đấu. Thanh Nhã lấy bóng rất hay. Thanh Nhã làm gì? Thanh Nhã hơi cô đơn. Cú sút của Thanh Nhã, bóng đã đi vào thẳng vùng mặt của hậu vệ đội bạn. Không phải, bóng đã đi vào vùng bụng. Chúng ta sẽ được hưởng một tình huống đá phạt góc.
chúng ta không việc gì phải vội vàng. Philippines mới là đội bóng nóng ruột và sốt ruột hơn. Diễm My, Mỹ Anh, vẫn là Mỹ Anh, không được. Nếu như bóng không, bóng bật ra từ tay của Olivia thì Huỳnh Như đã có mặt rồi. Vạn Sự, bốn phút bù giờ là thời gian còn lại cho những nỗ lực của Philippines và cả đội tuyển nữ Việt Nam. Không có gì khó khăn cho Kim Thành. Vậy là Bích Thùy sẽ ra nghỉ. Vào sân là tiền vệ kỳ cựu Trần Thị Thùy Trang. Bích Thùy đã chơi tốt ở trận đấu ngày hôm nay và đóng góp một bàn thắng. Những phút còn lại chúng ta sẽ tập trung vào việc phòng ngự. Giờ thứ 3 và kết quả hiện tại vẫn đang giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng. Kim Thành đã chơi an toàn. Đây là phút bù giờ cuối cùng rồi. Kết quả này đang là một dấu chấm hết cho Philippines. Dù họ có giành chiến thắng trước chúng ta, trận đấu giữa Myanmar và Malaysia vẫn đang là 5-1. Kết quả này đang xác định hai đội bóng giành quyền vào bán kết là Việt Nam và Myanmar. Và ngôi đầu bảng là của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Những nỗ lực cuối cùng của đội tuyển Philippines. Và hết giờ. Một trận đấu thực sự khó khăn của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta đã để thua. Nhưng
chung cuộc thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta vẫn giành một tấm vé vào vòng bán kết. Và theo những thông tin hiện tại mà chúng tôi có được thì Myanmar đang dẫn Malaysia với tỷ số 5-1 và kết quả này chỉ giúp cho Myanmar có được vị trí thứ 2 của bảng A. Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam và chúng ta sẽ gặp đội bóng nhì của bảng B ở vòng bán kết vào ngày 12 tháng 5 tới. Và đó là đối thủ nào thì chúng ta sẽ biết sau trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ ngày hôm nay. Một chiến thắng không đủ để mang về tấm vé bán kết cho Philippines. Họ đã để thua ở trận đấu đầu tiên và họ đã phải trả giá. Và chúng ta sẽ có 3 ngày nữa để cùng nhìn lại những gì còn phải sửa đổi, những gì còn phải thay đổi sau màn trình diễn tại vòng bảng. Và hy vọng rằng quý vị khán giả vẫn đồng hành cùng với chúng tôi và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam cũng như là đồng hành với các cô gái của chúng ta trong hành trình hướng tới tấm huy chương vàng SEA Games 32 năm nay. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi luồng live stream của On Sport. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào vòng bán kết ngày 12 tháng 5 tới. Xin chào và hẹn gặp lại.